Thực tế là ở giải Tứ Hùng Hải Phòng thì những cầu thủ như là Siradi và Durozek cũng đang hòa nhập tốt. Thì rất đáng tiếc Durozek đã gặp phải một chấn thương tương đối nặng trong trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Đồng. Tosi ngay lập tức là dấu ấn của Tân Bình bên phía câu lạc bộ Hà Nội, rất đẳng cấp. Tosi đã phơ 1-2 với Siradi và bàn thắng thứ hai đã đến với đội bóng thủ đô. Một pha phối hợp trực diện rất hay. Chắc chắn là ban luyện đội bóng thủ đô rất mừng bởi chỉ vào sân ít phút thôi thì Tosi đã có bàn thắng. Tỷ số là 2-0 cho đội bóng Hà Nội. Đúng là vẫn có rất nhiều những sự khác biệt. Cho dù ở Hà Nội mùa giải này họ đã thay đổi phong cách chơi bóng của mình, chậm rãi, không ào ạt, nhưng những pha phối hợp của họ thì thực sự là quá hay. Pha kiến tạo điểm 10 của Siladi trong pha bóng này và tình huống chạm bóng để dứt điểm của Tosi cũng xứng đáng giành được những lời khen ngợi. Mới lần đầu tiên chơi với nhau thôi nhưng Siladi và Tosi quá hiểu nhau trong pha bóng này. Đào Văn Nam và Giang Calesio đã bị đánh bại. Sự thất vọng của đội trưởng bên phía ông Lĩnh Hà Tĩnh. Thành Lương, Hà Nội phản công, pha bóng lên tương đối hợp lý. Tosi Muyan, cơ hội đối mặt Tosi Muyan, 5-1. Đợt phản công hoàn hảo của câu lạc bộ Hà Nội, bàn thắng thứ 5 của đội bóng thủ đô trong cuộc đối đầu này, chiến thắng đậm nhất của câu lạc bộ Hà Nội kể từ đầu giải. Đó cũng là bàn thắng thứ hai của Tosi Muyan mùa này. Một pha chơi bóng phản công và vô cùng đồng đội giữa các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Chiến thắng 5 sao. Hà Nội vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Họ sẽ được nghỉ thi đấu ở vòng đấu thứ 18. Và lúc đó là thời điểm mà ông Chujo và các cầu thủ của mình sẽ thoải mái để chứng kiến Viettel và Hải Phòng phải đối đầu với nhau. Đây là tình huống mà BKMX Bình Dương đã được đón nhận quả 11m và sau đó Tiến Linh thực hiện thành công. Còn vừa rồi, sau tiếng đá phạt góc của đội khách, Hà Nội đã phản công và có được bàn thắng thứ 5. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên.